Kính chào chào, trong trị đứng kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock, thị trường kết thúc phiên tiếp tục duy trì trạng thái tăng điểm. Mặc dù trong phiên có những cái sự rung lắc mạnh, một phần tác động từ cái thông tin xấu của cổ phiếu Novaland, những cái xúc lực dòng tiền của thị trường chúng ta vẫn đang tương đối là tốt và nó hấp thụ được toàn bộ những cái lực cung đó. Nên xem chúng ta mà có lỡ bán cổ phiếu trong trạng thái hoảng loạn sáng ngày hôm nay thì có thể chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là bị mất hàng và bây giờ chúng ta tương đối là khó để mua trở lại. Ở thời điểm đó thì em có nhắc anh chị trong cái zoom khách của em, chỉ là anh chị em chúng ta sẽ hạn chế mua và nên đợi sau thời điểm 10 giờ xem cái lực cung thị trường của chúng ta nó tuôn ra sao thì chúng ta mới có quyết định là mở mua hay không. Còn việc bán thì chúng ta không cần phải báo loạn, bởi vì anh chị em chúng ta biết được rằng nếu như thị trường của chúng ta có thực sự tạo đỉnh ở vùng giá khoảng 1250 điểm đây thì sau này nó sẽ còn cái nhịp vòng lên và test trở lại, thì khi đó anh chị em chúng ta bán cũng chưa muộn anh chị nhá. Hiện tại thì trên kênh của em có thấy một số anh chị comment là tại sao anh chị thấy em phân tích thị trường, phân tích những cái mã cổ phiếu mà em không mua cổ phiếu mà em đợi thị trường lên hạ vùng giá 1.300 điểm hay 1.320 điểm em mới mua ? Thì thực chất là em chia sẻ với anh chị em chúng ta là bản thân em hay khách hàng trong Zoom của em thì em vẫn đang khuyến nghị mua trong những cái phiên dịch gần đây liên tục anh chị ạ. Bản thân em thì tỷ trọng hiện tại nó lên đến 70% sau cái phiên dịch của ngày hôm nay rồi. Khách hàng của em thì tùy, có anh chị đang là 30% cổ phiếu, có anh chị 50%, thậm chí có nhiều anh chị là đánh full cổ phiếu của anh chị nhá. Việc em không chia sẻ liên tục hàng ngày các cái mã cổ phiếu em báo trong cái dùng khách hàng của em mua lên bên trên đây, bởi vì là em hay dính một cái rớp ấy, làm cứ chia sẻ lên bên trên này những cái mã cổ phiếu thì thông thường chia sẻ xong cái là những cái phiên sau đó những cái mã cổ phiếu đó hàng chưa kịp về nhưng nó đã có những biến động tương đối là xấu rồi thì em mới hạn chế chia sẻ lên là vì như vậy anh chị ạ. Còn cái phiên dịch của ngày hôm qua, phiên dịch của ngày hôm kia hay kể cả trong cái phiên dịch của ngày hôm nay thì em vẫn báo anh chị trong cái xung khách hàng của em mua. Ví dụ trong cái phiên dịch của ngày hôm kia em có chia sẻ với anh chị em cho như sau, thì trong ngày hôm kia em còn chia sẻ những cái mã cổ phiếu tốt để anh chị trong cái dung khách hàng của em chú ý như anh chị có thể nhìn thấy ở đây, và em có tập trung chú ý những ngành cổ phiếu chứng khoán hơn và em ghi ra những cái vùng giá mà khi nó chỉ cần vượt qua vùng giá đó là anh chị có thể là bắt đầu tham gia để lấy tỷ trọng, ví dụ như VCI này, MBS, HCM, BSI hay mã cổ phiếu còn FTS ở đây. Đó là thời điểm khoảng 10 giờ 40 phút so đến thời điểm khoảng 10 giờ 59 phút, tức là sau đó khoảng 15-20 phút thôi thì em thấy được là thị trường của chúng ta khi đó bắt đầu có cái trạng thái là vượt lên tăng trên 1%, thì em đánh giá cái phiên đó rất dễ là phiên nổ thành công thị trường chúng ta rồi. Thì em bảo anh chị trong cái dung khách hàng của em là chọn một trong những cái mã cổ phiếu chứng khoán ở đây và anh chị sẽ mua anh chị nhá. Nếu như đạt cả cái trạng thái là đã vượt qua những vùng cản đó thì anh chị em có thể là mua vào khoảng 20% tỷ trọng anh chị ạ. Đấy thì ở thời điểm đó là bản thân em thì em cũng mua những cái mã cổ phiếu và em mua hai mã, là em mua mã cổ phiếu con FTS và em mua cái mã cổ phiếu của BSI và em có sâu kinh nghiệm trong cái dung khách hàng của em như sau. Thì đối với cái mã cổ phiếu của FTS thì em mua thời điểm là em mua giá 56.8, còn mã cổ phiếu BSI thì em mua sau hơn một chút thì em phải đu giá trần. Thì mã cổ phiếu FTS ngày hôm đó em mua 10k, còn mã cổ phiếu BSI thì em mua 20k chứ. Ở thời điểm đây thì em mới sâu một kinh nghiệm ở đây thôi. Tức là em mua thì em mua với tỷ trọng rất là cao và em báo ra sao thì em cũng đều mua như vậy. Anh chị ạ. Đấy thì đến ngày hôm nay thì những cái mã cổ phiếu chứng khoán mà em báo ngày hôm đó như mã cổ phiếu của HCM này, FTS này, BSI, MBS, VCI, đấy nó về rồi và anh chị thấy được là nó trong một trạng thái xanh. Thì nhìn chung là những cái khoản lãi nó cũng chưa thực sự là quá là cao. Ví dụ như mã cổ phiếu FTS của em mua ấy, thì đến ngày hôm nay nó về chỉ khoảng 5% thôi, nó cũng chưa phải quá là cao. Em mã cổ phiếu BSI này khoảng 2/2%, anh cái mã cổ phiếu kia nó có khoảng 1-3% gì đấy, nó không cao. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta đã mua ở những cái thời điểm trước và ngày hôm nay hàng của anh chị trong cái dùng của em đã về rồi, nó sẽ an toàn với cái T cộng và thị trường có bất kỳ những cái diễn biến xấu gì thì đều có hoàn thì xử lý rất là nhanh và chúng ta sẽ không bị là bị động anh chị nhá. Đấy hay cái cả trong cái phiên dịch và hay trong cái phiên đó thôi em còn mua mã cổ phiếu gì anh chị biết không? Em mua cái mã cổ phiếu TCH ở đây chị, em mua đu trần cái mã cổ phiếu TCH ở thời điểm đó và em mua đu trần cái mã cổ phiếu của NTL trong cái phiên dịch đó, tức em đu trần hai cái mã cổ phiếu đó và đến ngày hôm nay chị thấy không ạ, hàng về và hai cái mã cổ phiếu đó vẫn đang mang lại cho em những cái khoản lãi anh chị nhá. Đấy thì tất nhiên là cái việc mà em đu trần như vậy thì em không có dám khuyến nghị chung trong cái zoom khách hàng của em, những cái mã cổ phiếu mạnh đó thì em liên tục chia sẻ trong cái zoom của em rồi. Thì nếu như anh chị em chúng ta hiểu bản chất thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta đu trong cái phiên giao dịch đó, bởi vì anh chị biết được có những thời điểm anh chị em chúng ta đu trần nó còn an toàn hơn rất là nhiều chúng ta mua ở những cái vùng nền bên dưới của những cái mã cổ phiếu, bởi vì khi đu trần ấy nó chứng tỏ là trong một cái thị trường yếu mà có cổ phiếu trần ấy thường xung lực nó tăng rất là mạnh anh chị ạ. Đấy thì kể cả hình ảnh đó em cũng chia sẻ với anh chị em ta để anh chị biết được là khi em mua thì em sẽ mua sao. Đấy chẳng hạn như mã cổ phiếu của NTL đây, anh chị có thể thấy được em mua giá khoảng 43.6 đây chị nhá. Đó đến ngày hôm nay tăng lên một giá 45.45 đấy. Đấy thì em mua đây anh chị nhá. Hay cái mã cổ phiếu TSH em mua 20k ở đây và đến ngày hôm nay nó về đây, cái khoản lãi của em là khoảng 6.3%. Anh chị có thể thấy không ạ? Em đều mua giá trần thôi anh chị nhá. Đấy thì bản thân em, đấy thì em ngày hôm nay em sâu hết cho anh chị em ta để anh chị thấy được là khi mà em đã báo mua sao thì bản thân em cũng sẽ mua như vậy và em sẽ sâu hết cái tài khoản của em với tỷ trọng là sao, chứ em không phải chia che đậy đậy vào những cái 100-200 cổ phiếu gì cả. Em mua sao thì em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta như vậy. Đúng thì chúng ta cũng đúng anh chị, sai thì chúng ta cũng sai. Đấy để chúng ta làm sao cho nó hiểu rõ về cái pháp anh chị nhá.
lấy cái cả ngày hôm qua có báo trong cái Zoom khách hàng của em, anh chị lấy thêm cái mã cổ phiếu CTS cho em, thì cái mã cổ phiếu CTS thời điểm đó anh báo là lấy 10% thôi, cùng giá 37.55 và 37.65 đấy, chị có thể thấy được ngày hôm nay ấy, thì mã cổ phiếu CTS nó tiếp tục tăng tương đối tốt trong cái dòng, nó tăng khoảng 2,24% đây. Thì ngày mai hàng về rồi anh chị có thể thấy được là đối với mã cổ phiếu CTS, nếu như thực sự tốt ngày mai hoàn toàn có thể sẽ kéo lên các đỉnh đây, và hàng của khách hàng của em vừa kịp về thì sao, hoàn toàn có thể báo chốt những cái mã cổ phiếu CTS ra, đúng không anh chị? Đấy, thì trên video em không phải là em đã chia sẻ tất cả những cái mã cổ phiếu này với anh chị em cho rồi, đúng không chị? Anh chị cứ xem xuyên suốt, nếu như anh chị em ta là những cái khán giả trung thành trên kênh của em mà chị xuyên suốt, có phải những cái mã cổ phiếu đó em chia sẻ với hết với anh chị em chúng ta rồi, quan trọng là anh chị em chúng ta có biết xác định thời điểm điểm mua những cái mã cổ phiếu đó hay không. Đấy, và em chia sẻ với anh chị những cái mã cổ phiếu nào thì trên cái danh mục của em đều có những cái mã cổ phiếu đó thôi, chứ em không mua bất kỳ cái mã cổ phiếu nào khác ngoài cái mã cổ phiếu đó chị ạ. Cái cả mã cổ phiếu của NTL đây, ngày hôm qua có một số anh chị trong cái Zoom khách hàng của em có nhắn tin riêng của em thì em bảo là cứ giá đỏ anh chị có thể mua, chị đánh nước T cộng được, và đến ngày hôm nay tiếp tục tăng. Đấy, thì cái việc chúng ta lựa chọn cổ phiếu khỏe nó quan trọng, đúng không chị? Đấy, khi mà chúng ta lựa chọn được những cái mã cổ phiếu bên trên cao, nó không phải là cổ phiếu có giá cao mà thông thường nó sẽ an toàn hơn. Ví dụ như cái mã cổ phiếu như STEP nó bên trên cao nhưng mà chúng ta mua vào thì chúng ta vẫn rất là tốt, nhưng những cái mã cổ phiếu như Novaland, những cái mã cổ phiếu như PR bên dưới anh chị đó, nó tiếp tục nó giảm và chúng ta sẽ không có cho mình những khoản nhuận đâu. Đấy, thì anh chị em chúng ta hãy lưu ý cái điều như vậy. Thế anh chị em ta mà cảm thấy cái phương pháp đầu tư của em và anh chị em chúng ta nó phù hợp, đấy anh chị muốn nhận những cái khuyến nghị chi tiết như vậy, thế anh chị em ta tham gia đồng hành của em trong cái Zoom khách hàng của em. Nếu như chị đã có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc công ty chứng khoán TCBS, anh chị cái đấy đủ em, và chị có thể tham gia tính tức là hội viên thu phí, anh chị sẽ nhận được liên tục những cái khuyến nghị như vậy, và em sẽ chi tiết với anh chị em ta từng cái thời điểm, và chị em sẽ giải thích rõ lý do tại vì sao chúng ta mua ở thời điểm đó, tỷ trọng anh chị đi bao nhiêu. Và anh chị em chúng ta chỉ là anh chị chỉ xem trên video thôi, thì tất nhiên là anh chị em ta chưa hiểu rõ, nhưng mà anh chị em ta cũng không nên đánh giá một cách quá là phiến diện anh chị em. Còn bản thân em mua bán ra sao thì trong cái dung khách hàng của em thì anh chị biết được anh chị nhá. Đấy, các bạn thân em cũng đang tham gia chứ không phải là em đứng bên ngoài trường anh chị nhá. Đấy, và tỷ trọng của em tham gia cũng tương đối rồi. Đấy, đấy cái điều mà em muốn chia sẻ với anh chị đang xem kênh của em để anh chị hiểu được điều đó anh chị nhá. Đấy, thì anh chị phải chú ý là khi mà em đã chia sẻ những cái mã cổ phiếu có thể mua rồi thì chắc chắn trong cái list của em sẽ có những cái mã cổ phiếu đó rồi, anh chị em ta lưu ý được chưa? Còn anh chị em chúng ta mà mới với kênh của em đi, anh chị em ta cũng chưa biết cái phương pháp đầu tư của em là sao mà anh chị muốn cập nhật cái mã cổ phiếu tốt trong những phiên tới, thì anh chị em ta ấn đăng ký kênh của em nhé chị nhá. Anh chị đăng ký kênh của em nó hoàn toàn là miễn phí thôi, nhưng trong những phiên tới khi những cái mã cổ phiếu tốt thì em liên tục cập nhật trên kênh của em, anh chị có thể là chú ý được, và khi nó vào kịch bản anh chị em chúng có thể lên tàu. Và anh chị em chúng ta đang xem video của em thì anh chị em ta nếu ủng hộ em bằng việc là anh chị em ta like video ủng hộ cho những cái chia sẻ của em, anh chị em ấn vào cái nút like đây, nó hoàn toàn là miễn phí thôi, và anh chị em ấn vào phần đăng ký kênh để cập nhật chi tiết những cái mã cổ phiếu tốt trong những cái phiên tiếp theo hay kể về thị trường anh chị em. Và anh chị em chúng ta có thể tham gia dùng khách hàng cộng đồng của em, thì có đặt cái đường link dùng cộng đồng là bên dưới phần bình luận video của em ở đây. Đấy, thì anh chị em ta có thể tham gia và chị nhập cho anh mật khẩu là 123456, và anh chị em chúng ta có thể là tham gia ở trên cái phần mô tả video đặt đường link đây. Đấy, chị nhập cho em mật khẩu như vậy, và anh chị em chúng ta có thể là trả lời đúng rồi, em sẽ duyệt anh chị em tham gia vào cái dùng khách hàng của em, thì trong đó sẽ chăm sóc anh chị em chúng ta bằng việc là anh chị em đặt câu hỏi, em sẽ hỗ trợ anh ta giải đáp những cái mã cổ phiếu, những điểm mua điểm bán của những anh chị em chúng ta, và chia sẻ với anh chị em cho những cổ đầu tư cũng như chia sẻ với anh chị em ta về cái xu hướng thị trường liên tục trong phiên anh chị nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để đi vào phân tích chi tiết thị trường trên cái góc nhìn đồ thị kỹ thuật sau phiên giao dịch của ngày hôm nay, xem nó diễn biến ra sao và hành động của anh chị em chúng ta sẽ là gì trong những cái phiên giao dịch tới anh chị nhá. Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được về mặt điểm số, thị trường ngày hôm nay nó tăng nhẹ 1,83 điểm, tương tăng 0,15%. Về mặt điểm số như vậy thôi, nhưng chúng ta nếu như nhìn về thanh ba thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta có một cái thanh ba biến động tương đối là mạnh chị. Một thanh ba tương đối là mạnh, tức là một thanh ba rút chân ở đây. Thanh ba rút chân thể hiện cho điều gì ạ? Thanh ba rút chân thể hiện cho là thị trường chúng ta nó có một sự rũ bỏ đã xảy ra trong phiên. Và khi thị trường rũ bỏ trong phiên, điểm tốt đó chính là khối lượng đã có sự gia tăng, tức là có những cái lực cung người ta bán ra, người ta sợ hãi người ta bán ra. Và cuối phiên thị trường có thể là rút chân tăng điểm và đóng gần như cao nhất. Nó thể hiện cho đây một trạng thái rút bỏ tương đối là thành công của thị trường chúng ta sau phiên giao dịch của ngày hôm nay. Anh chị nhá. Tức là khi mà lực cung bán ra mạnh thì cái lực cầu tham gia đủ mạnh và người ta hấp thụ hết. Và cuối phiên kết thúc trong một trạng thái là cao nhất phiên. Anh chị ạ. Và đây là một điểm, em đánh giá là một điểm tích cực của thị trường chúng ta. Bởi vì như ngày hôm qua chúng ta trao đổi với nhau, để thị trường của chúng ta mà nó tiếp tục tăng điểm lên bên trên, tiếp tục chinh phục những vùng giá trên, thì cái điều cho cần thấy đó chính là khối lượng cần phải có một sự gia tăng. Thì đến phiên ngày hôm nay chị thấy được là thị trường bắt đầu có khối lượng là gia tăng cao hơn trung bình của 20 phiên giao dịch rồi, thì đây là một điều kiện rất là tốt, thị trường cần phải thiết lập ra một vùng giá, một vùng khối lượng mới như vậy để chúng ta có thể chinh phục lên tiếp những cái vùng cản bên trên anh chị nhá. Thì cái vùng 1250 điểm thì sau phiên ngày hôm nay thì đánh giá cái tỷ lệ cao hơn
là thị trường của chúng ta có thể là chinh phục được rồi. Ví dụ như ngày hôm qua thì chúng ta có trao đổi với nhau là thị trường nó có một trạng thái bị bán ngược trở lại, những cái vùng nó thấp đấy là một điều kiện tương đối tốt. Thì ngày hôm nay thị trường có một phiên là rũ bỏ tiếp tục và cuối phiên rút chân lên bên trên với khối lượng cao, thì nó thể hiện cho là cái lực cầu tham gia rất là tốt và lực cung ngày hôm qua tương đối thấp. Thì đó là những cái điểm mà sau phiên ngày hôm nay chúng ta có thể kỳ vọng được là thị trường cái tỷ lệ cao hơn sẽ vượt qua vùng giá 1250 điểm. Và em hy vọng nha chị nhá, và em hy vọng ngày mai thị trường sẽ tiếp tục kéo tăng luôn, thị trường sẽ tiếp tục kéo tăng ngay và có thể là chúng ta sẽ chờ đợi thị trường sẽ lên giá bên trên khoảng giá 1280x đến giá 1290x. Bởi vì nếu như thị trường tiếp tục đi ngang ở đây khoảng 2 đến 3 phiên tới thì nó lại không hay, tức là thị trường ngày hôm nay rút bỏ rồi thì nó phải kéo ngay, nếu kéo ngay để cho những kẻ đầu tư ngày hôm nay bán đi thì không kịp mua trở lại và người ta sẽ gì, sẽ bỏ lỡ và có thể sẽ người ta sẽ phải mua bên trên cao. Có thể ngày mai chứ người ta sẽ dám mua nhưng đến ngày hôm sau kéo tiếp là người ta sẽ mua đấy. Đây là cái cách nó sẽ đánh làm sao cho chúng ta gì bán đi là không thể mua lại trong cái bối cảnh thị trường tiếp kéo tăng theo hình chữ V như vậy anh chị nhá. Đấy thì em hy vọng là thị trường của chúng ta nó có thể là sẽ kéo trong cái phiên dịch của ngày mai và vượt lên vùng giá 1250 điểm là vì như vậy anh chị ạ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chú ý chứ phải nhìn vào hai mặt của một vấn đề, tức là thanh khoản tăng lên là một điểm tốt đấy, nó cho thấy được là dòng tiền tham gia đỡ rất là tốt. Nhưng chúng ta phải chú ý là khi thị trường của chúng ta thiết lập lên những cái vùng khối lượng cao mới, tức là cao hơn so với những cái phiên trước và cao hơn trung bình của 20 phiên, thì cái mức độ rủi ro thị trường sẽ tăng lên. Đấy là cái điều anh em phải chú ý nhá. Không phải là khối lượng cao là thị trường của chúng ta là an toàn hoàn toàn đâu, mà cái mức độ rủi ro nó sẽ tăng lên cao hơn. Tức là bây giờ nó thu hút được càng ngày càng nhiều hơn những cái dòng tiền đứng bên ngoài thị trường, người ta bắt đầu tham gia nhập cuộc nhiều hơn rồi anh chị nhé. Nên cho chúng ta phải cẩn trọng hơn. Khi mà dòng tiền chú ý càng nhiều thì mức độ rủi ro của chúng ta sẽ càng cao. Tức là cái sức mua bán bắt đầu có sự gia tăng nhiều hơn ở cái vùng giá hiện tại. Được chưa anh chị? Đấy. Thì anh chị em chúng ta cần phải nhớ cho em. Khi mức độ rủi ro cao lên thì chúng ta sẽ tránh FOMO, tránh nợ quy mô vốn của mình quá là cao ở vùng giá bên trên. Chứ không phải là anh chị em chúng ta lại nợ quy mô vốn của mình nhiều hơn trong những cái phiên giao dịch tới là không tốt. Ví dụ như những phiên trước anh chị em ta mua 1 tỷ thì bây giờ chúng ta chỉ mua khoảng 500 triệu thôi nếu chị mua gia tăng, và anh chị mua 600 triệu hoặc anh chị mua 400 triệu, chứ chúng ta không mua lên gì. Anh chị đã mua 1 tỷ ở phiên ngày hôm nay, ngày mai chị mua 2 tỷ vào, không thực sự đó là cái điều không tốt anh chị ạ. Chúng ta không nên nợ cái quy mô vốn của mình ở vùng đỉnh và chúng ta hãy thu nhỏ quy mô vốn lại để cho nó có sự an toàn. Được chị? Đấy, không phải đến ngày mai chị thấy thị trường ngon, bắt đầu người ta hô thị trường, bắt đầu dòng tiền vào rất là mạnh mẽ, có một phiên bùng nổ cực kỳ là mạnh, anh chị em ra đổ vốn vào nhau rất dễ, anh chị em ta sẽ đủ đỉnh ngay thì phải chưa nhá. Đấy, bởi vì những cái nhịp tăng chữ V thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cho em. Khi thị trường bắt đầu thiết lập những cái vùng khối lượng cao mới thì thông thường đó lại là vùng đỉnh, được chưa anh chị? Đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại và em muốn anh chị em chúng ta cái điều đó để chúng ta gì không bị hưng phấn quá, chúng ta phải có sự đề phòng. Nên anh chị em chúng ta vẫn phải chú cho em cái việc là chúng ta sẽ đi tỉ trọng từng phần cho em và mua dần khi đúng, chứ chúng ta không gia tăng một phát all in, được chưa anh chị? Kể cả bản thân em, ví dụ trong cái phiên dịch của ngày hôm kia đấy, hay trước đó em có mua những cái tỉ trọng trước ở vùng nền giá rồi, ngày hôm kia em tiếp tục mua, đến ngày hôm qua em có thể em gia tăng thêm một chút, đến ngày hôm nay em lại mua gia tăng những cái mã cổ phiếu khác, tức là em không bao giờ đi, em sẽ đi dần dần, từ đầu là 30%, sau đó đến ngày hôm kia là 50%, sau đến ngày hôm nay em có thể gia tăng lên 70% rồi đấy, và em sẽ đợi thêm để em sẽ gia tăng, chứ chúng ta không mua đi này chị em, gia tăng dần khi đúng thì chúng ta tránh được cái trường hợp chúng ta bị kẹt hàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cho em nhá. Hãy nhớ cho em, ngày hôm nay thị trường nó bắt đầu vun cao hơn trung bình 20 phiên rồi, nó sẽ có hai mặt là vì như vậy. Khi mà vốn cao thì có kỳ vọng vượt cản, nhưng khi đã vượt cản lên bên trên thì càng lên bên trên cao, đu bám càng nghiệp, thì khi đó mức độ rủi ro cũng tăng lên theo. Đấy, thì nó sẽ là cái niềm vui cho anh chị em chúng ta cầm cổ phiếu, nhưng nó sẽ là những cái sự rủi ro hơn cho anh chị em mới bắt đầu tham gia trở lại thị trường. Đấy là hai vấn đề anh chị em ta phải lưu ý. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào những cái nhịp thị trường kéo theo chữ V nhá. Anh chị cứ nhìn bao giờ vốn bao tăng theo trên 20 phiên này. Thì cái dư địa thị trường của chúng ta sau phiên ngày hôm nay em giá có thể sẽ tăng được thêm khoảng 3 đến 4 phiên tới, thì khi đó này đấy thì em đang view như vậy, nếu tăng ấy thì thị trường có thể sẽ tăng được khoảng 2 đến 3 phiên tới, thì khi đó chị nhìn thấy chỉ số hưng phấn cho em, khi có cái chỉ số hưng phấn thị trường của chúng ta nó sẽ chạm đỉnh này đấy, và khi thị trường của chúng ta cái chỉ số hưng phấn nó chạm đỉnh nha chị nhá, đấy trong những nhịp kéo hồi chữ V ấy, khi mà chạm đỉnh ấy, thì thông thường nó sẽ bắt đầu sẽ có nhịp điều chỉnh này. Đấy, có thể sẽ kéo tăng hơn một chút, nhưng khi bắt đầu chạm lên những vùng ở đỉnh bên trên này, những vùng bên trên này đấy, thì có thể kéo tăng từ khoảng 3 đến 4 phiên tới chẳng hạn, nó có thể vượt lên bên trên này một chút, thì khi đó thị trường sẽ có những cái sự rủi ro nhất định về những nhịp điều chỉnh. Thì anh chị em ta phải lưu ý rõ, chú ý kỹ kịch bản đó cho em, được chưa anh chị? Đấy, chứ đây không phải là giai đoạn mà chúng ta quá là hưng phấn anh chị nhá. Đấy, chúng ta sẽ nhìn về những đoạn trước đây, anh chị em ta sẽ thấy này, khi thị trường chúng ta trong quá trình tăng chữ V bắt đầu xuất hiện những cái phiên gì anh chị ạ, cao hơn trung bình 20 phiên này, bắt đầu xuất hiện những cái phiên cao hơn trung bình 20 phiên, tức là cái vùng thanh khoản bắt đầu thiết lập cao hơn,
thì sau đó nó lại là vùng tạo đỉnh, anh chị thấy chưa? Đấy, hay kể cả những đoạn đây chị có thể thấy cho em. Khi thị trường của chúng ta trong một cái đoạn đi lên và bắt đầu xuất hiện những cái phiên gì, khối lượng bắt đầu liên tục cao dần. Đấy, chị thấy chưa? Trong quá trình đi lên hình chữ V, khối lượng cao hơn trung bình hai phiên, thì sau đó có thể có những phiên bật tăng rất là mạnh với dòng tiền vào, thì lại là quá trình tạo đỉnh ở đây. Anh chị nhìn thấy chưa? Tức là trong quá trình đi lên mà xuất hiện những cái phiên cao hơn trung bình của 20 phiên này, đấy thì dư địa có thể sẽ tăng thêm, nhưng nó sẽ đi kèm với rủi ro về thị trường có thể có nhịp điều chỉnh anh chị nhá. Đấy, chứ không có một cái thị trường nào mà tăng mãi chị nhá. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ là thị trường nó sẽ tăng mãi theo kiểu ở đây sẽ tăng mãi nó không dừng, nó cứ tăng đến bao giờ chúng ta chán thì thôi, không có điều đó. Nó sẽ phải có một điểm dừng ở đâu đó và chúng ta phải chú ý cho em, và chú ý cho em về yếu tố về khối lượng, bởi vì về khối lượng bắt đầu tăng rồi thế chị phải chú ý nhá anh chị nhá. Đấy, đấy cái điều mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta sau phiên dịch của ngày hôm nay. Nhìn chung đi, cái phiên ngày hôm nay đánh giá là tốt anh chị ạ, nó là tốt đấy, nhưng mà chúng ta nhìn vào một cái trend xu thế trong ngắn hạn thì nó có thể bắt đầu cho tín hiệu là thị trường đang bung vô rồi đấy, đang bắt đầu có vô ra rồi đấy, thì phải lưu ý hơn, cẩn trọng hơn, đừng tránh chị đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ trao đổi về cái vấn đề là về những cái nhóm cổ phiếu tốt trong những cái phiên dịch tới mà anh chị em chúng ta có thể là chú ý được cho em. Đấy, thì cái dòng cổ phiếu nào có cái khả năng để vượt đỉnh được trong những cái phiên tới, đấy thì anh đánh giá là có hai dòng, là dòng cổ phiếu của bất động sản khu nghiệp và dòng cổ phiếu của chứng khoán, có thể sẽ là hai dòng có cái khả năng để vượt đỉnh trong những phiên tới nếu như thị trường của chúng ta thực sự nó có sự thuận lợi anh chị nhá. Đấy thì khi mà chúng ta tìm về một dòng cổ phiếu mà có khả năng vượt đỉnh thì chúng ta phải tìm được, đầu tiên nó phải cận đỉnh đã, thì khi nó cận đỉnh thì chúng ta mới kỳ vọng vượt đỉnh, đúng không chị? Đấy thì hiện tại có hai dòng cổ phiếu đó em thấy được nó có khả năng vượt đỉnh, thế anh chị em chúng ta có thể là chú xem trong những cái phiên giao dịch tới. Tất nhiên là có những cái dòng cổ phiếu khác nó vượt đỉnh tương đối rồi thì chúng ta sẽ không bàn đến ở đây, đúng không chị? Và chúng ta tìm kiếm những cái nhóm ngành cổ phiếu có cái tiềm năng để vượt đỉnh để chúng ta sẽ quan sát, được chưa anh chị? Đấy, thì đầu tiên dòng cổ phiếu của bất động sản khu công nghiệp thì anh chị có thể thấy được nó có con cổ phiếu của IDC nó vượt đỉnh rồi, thế anh chị em chúng ta có thể nó chưa vượt đỉnh hoàn toàn anh chị ạ, nó chưa vượt đỉnh hoàn toàn mà nó gặp cái vùng kháng cự đỉnh cũ ở vùng giá khoảng 62.5 đây. Thế anh chị hãy chú xem trong một vài phiên tới, nếu như con cổ phiếu của IDC nó tạo ra được một cái vùng giảm giá khoảng từ 4 đến 6 đến phiên, 4 đến 6 phiên giao dịch tới, thì anh chị em chúng ta có thể là bắt đầu tìm kiếm những điểm anh chị em chúng ta sẽ tham gia được ở đây cho em. Đối với cái mã cổ phiếu của IDC thì sau điểm đó thì có thể nó sẽ vượt hoàn toàn cái vùng đỉnh cũ ở đây để nó bước vào cái nhịp sóng tăng tiếp theo. Đấy thì anh chị em cho hai chú cho em nhé, nhưng phải đợi cho em quá trình nó tích lũy tạo ra được một cái vùng nền tảng giá tốt đây đã, thì anh chị em ta có tham gia thì tham gia, bởi vì hiện tại cái vol của nó trong hai phiên ở đây nó chưa có những cái sự là suy giảm đi nhá, thì chúng ta phải chờ cho em quá trình nó siết cái biên với cái vol nó kiện đi thì anh chị mới có thể là tham gia được anh chị nhá. Hay mã cổ phiếu của SSC cũng là cái mã cổ phiếu bắt đầu đã tiệm cận về cái vùng kháng cự ở bên trên rồi. Đấy thì chúng ta sẽ chờ đợi cho em trong những cái phiên tới đấy, nếu như con cổ phiếu của SSC nó có những cái vận động là siết được cái biên này thêm anh chị nhá, nó siết được cái biên đây ở thêm với cái vol nó kiệt dần, thì khi đó anh chị em chúng ta có thể là bắt đầu tìm kiếm những điểm mua cho em. Thông thường cái nền giá nó sẽ kéo dài khoảng từ 4 đến 6 phiên, thông thường 6 phiên sẽ là ok nhất. Thì hiện tại con cổ phiếu SSC ở đây nó có cái nền giá kéo dài khoảng 1-2 phiên anh chị em, thì chúng ta sẽ đợi thêm cho em. Đấy thì trong quá trình test đó mà cái vol nó kiệt trở lại thì chúng ta sẽ chờ đợi những điểm test cùng đây, thì chúng ta sẽ có thể mua vào và sau đó sẽ kỳ vọng nó sẽ bật tăng lên bên trên được anh chị nhá. Đấy thì chúng ta hãy chú ý cho em, bất động sản công nghiệp thì có hai cái mã cổ phiếu đó tương đối là tốt, còn mã cổ phiếu GVR thì nó đang ở bên dưới thấp hơn một chút nhé chị nhá, thấp hơn một chút và hiện tại nó đang gặp cái vùng cản ở khoảng giá 32, thì có thể sẽ mất thêm thời gian để nó cân bằng đây chị nhá, mất thêm dần cân bằng. Ngày hôm nay con cổ phiếu GVR nó có điểm tốt là tăng điểm lên bên trên với cái khối lượng vàng đấy, thì có thể trong vài phiên tới nó cứ siết cái biên đây một chút thôi thì chúng ta sẽ có thể tham gia được, nó sẽ an toàn hơn để chúng ta sẽ kỳ vọng sẽ đánh lên bên trên nhé chị nhá. Vậy thì trong dòng bất động sản công nghiệp thì anh chị hãy chú ý xem ba cái mã cổ phiếu, như con cổ phiếu của GVR này, SSC và IDC anh chị ạ. Đấy thì GVR test được giá khoảng nếu như test được giá như sáng ngày hôm nay này, test đúng với giá 30.5 anh chị em ta mà lấy ngày hôm nay đánh giá rất là tốt đúng không ạ? Ngày hôm qua trong video đã chia sẻ với anh chị em ta rồi, là con cổ phiếu GVR mà test được giá 30.5 tức là cái vùng nền giá trước đó nó vượt qua, thì anh chị em ta mua nó sẽ rất là ok, và ngày hôm nay test về đó thì anh chị em ta mua em đánh giá là ổn đấy. Anh chị em ta mua được thì khá là ok anh chị em. Còn anh chị em ta muốn mua thì anh chị hãy đợi cho em, có thể trong vài phiên tới test trở lại giá 30.5 thì anh chị em ta mua nó sẽ là an toàn cho anh chị em ta nhé. Đấy là ba cái mã cổ phiếu đó. Còn trong dòng cổ phiếu của chứng khoán thì anh chị có thể thấy được là chúng ta có khá là nhiều cái mã cổ phiếu cũng đang cận đỉnh và chúng ta kỳ vọng nó sẽ vượt qua được cái vùng đỉnh cũ của nó. Ví dụ đầu tiên là mã cổ phiếu của CTS ở đây, anh chị em ta có thể nhìn thấy được là sau khi nó có quá trình là đi cái nền giá ngang đây, nó có những cái phiên nó bị gãy xuống, sau khi gãy xuống nó vòng cung lên bên trên với dòng tiền vào, và hiện tại đang có 3 phiên liên tiếp là
bắt đầu gì kéo sướng lên bên trên. Và đối với những cái mã cổ phiếu kéo sướng như vậy thì thể hiện cho cái xung lực dòng tiền rất là tốt, thì mã cổ phiếu CTS có thể trong cái phiên ngày mai nếu như trong điều kiện tốt có thể sẽ đánh ngay nhá. Đấy thì nếu như con cổ phiếu CTS ngày mai nó vượt qua vùng giá khoảng 42 đây thì nó sẽ xác nhận cho chúng ta được là sẽ bước vào cái nhịp sóng tăng tương đối là mạnh ở đoạn phía sau, thì chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng ngày mai nó có thể vượt qua vùng giá đó. Tất nhiên để vượt qua được cái vùng cản 42 nó sẽ đòi hỏi một cái khối lượng tương đối cao, nó phải cao như cái phiên ra được ở đây chị, nó sẽ phải cao đó khoảng là 4,5 triệu cổ phiếu thì ngày mai nó có đạt cái khối lượng như đây đó. Ngày mai cái con cổ phiếu con CTS nó có một cái phiên như vậy và tăng trần thì rất là tốt rồi chị em. Và sau phiên đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng được con CTS nó sẽ bước vào một nhịp chạy, gọi là một nhịp chạy nước rút này chị em. Đấy bởi vì nó không có vùng đỉnh, không có vùng cản đây nữa chị, nó không có vùng cản đây nữa. Đấy thì chúng ta sẽ chú ý con cổ phiếu CTS cho em. Nếu như ngày mai con cổ phiếu này chỉ cần tăng trần thôi và nó vượt được qua cái vùng giá khoảng ngày mai chỉ cần tăng trần thôi chị em, với cái vốn vào thôi. Đấy nó kể không vượt qua được đây thì em đánh giá sau có khả năng nó vượt sẽ rất là cao. Đấy thì anh chị em chú xem nhá, những cái mã cổ phiếu càng bên trên cao ấy, thì anh chị em ta càng phải chú kỹ cho em. Cái cách đánh của nó có thể giống như con cổ phiếu TCS đây chị, cái đánh con cổ phiếu của con CTS có thể giống như con TCS này. Sau một cái phiên nó tăng trần anh chị chưa, thì nó sẽ có một phiên gì, một phiên tăng, một phiên sau có thể dướn này, hai phiên sau có thể sẽ chỉnh lại một chút và sau đó sẽ có một phiên đánh và sẽ kéo tiếp. Đấy anh chị nhìn thấy chưa, thì con cổ phiếu CTS hiện tại nó cũng đang kiểu như vậy, tức là sau một phiên tăng trần này có hai phiên kéo dưới này, có thể ngày mai chưa tăng ngay nó sẽ test trở lại một chút. Đấy thì chúng ta hãy chờ đợi những điểm test đó, nếu như có test thì càng tốt nhé, thì sau đó có thể sẽ đánh nhịp ở phía sau. Đấy thì chị hãy nhìn con cổ phiếu TCS cho em, những cái mã cổ phiếu có cận đỉnh chú cho em nhé, những cái mã cổ phiếu cận đỉnh khi nó trần chị đu trần chị ăn rất là cao và chị ạ, giống như con cổ phiếu TCS này anh chị em ta đu trần đây đúng không ạ. Đấy thì sau đó nó vẫn kéo cho anh chị em ta hàng T về vẫn ăn rất là bình thường anh chị thấy chưa. Đấy thì hiện tại con cổ phiếu con CTS có thể giống như cái phiên giao dịch của ngày 26/4 của con cổ phiếu của con TCS đây anh chị nhá. Đấy thì CTS chúng ta chú cho em được chưa, đây là con cổ phiếu cận đỉnh nhất mà anh chị em chúng ta phải quan sát cho em anh chị nhá. Đấy thì anh chị hãy quan sát những cái mã cổ phiếu mạnh nhất cho em, chứ chúng ta không quan sát những cái mã cổ phiếu bên dưới. Đấy những cái mã cổ phiếu như VIX bây giờ cho tiền em không mua cái mã cổ phiếu như VIX nhá, VND không mua, chúng ta hãy tập trung những cái mã cổ phiếu kênh trên cho em anh chị. Có thể những cái mã cổ phiếu như VND, mã cổ phiếu như VIX ngày mai này, nó có thể sẽ nổ đấy, nhưng em không quan tâm, em sẽ chú ý những cái mã cổ phiếu kênh trên bởi vì nó cận đỉnh, nó sẽ đánh thanh toán hơn rất là nhiều anh chị nhá. Đấy CTS này, mã cổ phiếu của HCM anh chị thấy chưa? HCM cũng là mã cổ phiếu mà anh chị em chúng ta có thể là quan tâm được. Khi ngày hôm nay HCM tiếp tục có một phiên tăng và nó đã lấy được cái vùng nền tảng giá đây rồi thì có thể trong những phiên tới nó vận động như sau chị. Có thể phiên ngày mai con cổ phiếu HCM sẽ có một trạng thái là test trở lại đây một chút. Đấy anh chị nhá, test trở lại đây một chút. Sẽ test với cái đỏ đây là vùng giá khoảng 27.8 chẳng hạn. Với cái vùng ngày mai thấp. Sau đó đến cái phiên giao dịch của ngày hôm sau nó có một phiên là vòng cung trở lại đây một chút cho em thôi. Tức là 4+3 này, test này. Hướng lên này. Test trở lại này, hướng lên thì chắc chắn sau điểm đó nó sẽ đánh rất là cao và chị ạ. Thế anh chị hãy chú ý cho em, con cổ phiếu HCM ngày mai có thể sẽ đỏ nhẹ lại một chút, ngày kia nó là vòng cung nên chị em mua điểm đó cho em và sau đó khả năng nó sẽ đánh, và nếu như tốt thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ đánh vượt đỉnh ở đây anh chị nhá. Đấy bởi vì nó đã có cái vùng nền giá đây rồi, nó bị gãy xuống bên dưới rồi, nó cân bằng bắt đầu vòng lên bên trên rồi thì chúng ta sẽ kỳ vọng được anh chị nhá. Tất cả chỉ kỳ vọng thôi, nhưng em đang đưa ra cho anh chị em ta những cái mã cổ phiếu mà có khả năng để vượt đỉnh, bởi vì những cái mã cổ phiếu vượt đỉnh nó mới là những cái mã cổ phiếu khỏe được chưa chị. Đấy chị hãy nhìn rõ chưa, đây nó cũng như vậy này. Đấy chị em ta sẽ hiểu cái cách vận động của cổ phiếu khi đi lên nhá, nó sẽ có quá trình anh chị. Sau khi có phiên giảm này anh chị ạ, nó sẽ test này, hồi này, đấy phiên test trở lại này và phiên hồi, tức là 4+3 đây thì sau cái thanh 3 nó sẽ đánh nhá anh chị. Bao giờ anh chị cũng thấy cách vận động như vậy là giảm này, hồi này, test trở lại này, hồi và đánh anh chị ạ. Đấy anh chị nhìn thấy cái cách đánh không ạ, hay như đây chị này, nó giảm lại này, nó hồi này, nó test trở lại này và nó hồi lên sẽ đánh. Đấy thì chúng ta chú trong cái cách đánh như vậy nhá, tức là ngày mai có thể sẽ test đỏ không vấn đề gì, sau đó nó có một phiên vòng lên bên trên thì sau đó có thể sẽ có một phiên đánh nhá. Thế thì những cái mã cổ phiếu như HCM này, MBS nó cũng có cái form tương tự này, MBS thậm chí còn mạnh hơn này. Đấy có nhiều anh chị em trong cái zoom của em ngày hôm trước cũng mua con MBS là vùng giá khoảng 27.7 này, thì đến ngày hôm nay nó cũng tăng đâu đó được khoảng 2.53% rồi. Đấy chị nhá. Đấy thì nhìn chung là chúng ta cũng nếu như anh chị tham gia zoom của em thì tất nhiên anh chị đã có những cái mã cổ phiếu này trong danh mục rồi, như vừa em chia sẻ với anh chị em chúng ta ở đây đấy. Đấy những cái mã cổ phiếu như đây chị, đấy những cái mã cổ phiếu em đã chia sẻ hết, những cái mã cổ phiếu tốt rồi, chẳng như BSI, FTS đấy thì chia sẻ hết với anh chị em ta những cái mã cổ phiếu tương đối mạnh rồi. Đấy thì MBS cũng như vậy chị nhá, nếu như con MBS trong cái phiên dịch của ngày mai nó test đỏ trở lại nha chị nhá, nó có test đỏ trở lại vùng giá khoảng 27.8 đây thôi, em đánh giá đây là vùng giá anh chị em ta có thể là bắt đầu thăm dò được mã cổ phiếu MBS, bởi vì nó vượt qua được cái vùng anh chị em, quan trọng này, nó vượt qua được cái vùng nền tảng giá tích lũy bên dưới ở vùng giá 27.8 với cái dòng tiền vào rồi thì ngày mai có test trở lại thì anh chị em ta sẽ là điểm mua cho anh chị em ta vùng giá khoảng 27.8 MBS anh chị nhá. Đấy và sau khi đó có thể phiên sau sẽ vòng lên và nó sẽ gì, có nhịp đánh về sau tương đối là cao, anh chị em ta hãy chú xem. Còn tất nhiên là chúng ta phải mua được cái phiên ngày hôm nay, những phiên trước anh chị em ta bắt đầu phải thăm dò vùng nền tảng giá rồi đúng không chị,
Đấy, thì em liên tục chia sẻ với anh chị em ta là vì như vậy chứ nhá. Chứ chẳng lẽ bây giờ em chia sẻ với anh chị em ta trên video là bảo anh chị em mua đi, anh chị em múc tất tay múc tổng lực đi. Đấy, nhiều khi em hô như vậy thì anh chị em chúng ta lại chẳng hạn nó đúng thì không sao, mà chẳng hạn nó hơi giảm chút nào anh chị em ta sẽ bắt đầu là bảo ông này chém gió kiểu qua chị. Đấy. Nhưng mà chúng ta gì khi mà em chia sẻ những cái mã nào mà nhiều lần thì anh chị em lại chú ý để những cái mã cổ phiếu đó, bởi vì em đang view nó rất là tốt anh chị nhá. Đấy, MBS. Ồ anh chị nhá. MBS HCM có form giống nhau nhá. Đấy, FTS thì FTS thì có thể là sẽ mất thời gian cân bằng đấy đã. FTS thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm nhá. FTS hiện tại thì sẽ không có điểm mua đâu. Bởi vì anh chị có thể thấy được nó đang chạm một cả đây thì có thể sẽ mất đâu đó khoảng 1 2 3 4 5 6 phiên. Đấy, sẽ mất khoảng 6 phiên để nó tích lũy tạo nền giá đây. Thế anh chị em tái trợ cho em khoảng đợi cho em khoảng 6 phiên nhá. Nó mà tạo được cái vùng nền tảng giá 6 phiên đây, cân bằng đây thì chúng ta sẽ có điểm mua tiếp theo, và sau đó thì khả năng nó sẽ có một nhịp đánh tiếp tục lên vùng đỉnh bên trên nhá. Thì FTS anh chị chờ đợi thêm cho em. Hay BSI thì hiện tại anh chị thấy được là BSI nó cũng sẽ mất đâu đó khoảng, em đánh giá là khoảng 2 phiên nữa thôi là BSI có thể sẽ cho chúng ta điểm mua. Anh chị biết cái phiên ngày hôm nay và phiên ngày hôm qua con cổ phiếu con BSI giống con cổ phiếu FTS đâu ạ? Nó giống y con cổ phiếu FTS trong mấy phiên trước, là trước phiên đổ này. Đấy, cái phiên ngày hôm nay con cổ phiếu con BSI giống như anh chị. Đấy, anh chị nhìn chưa? Thì phiên ngày mai có thể BSI sẽ test trở lại này. Phiên ngày kia bắt đầu có thể sẽ xanh trở lại một chút này, và phiên ngày kia sẽ đánh. Anh chị nhìn chưa? Đấy, cách vận động con cổ phiếu con BSI hiện tại nó giống như con cổ phiếu của FTS trong phiên dịch ngày 26/4 nhá. Thì có thể hai phiên tới sẽ đi ngang tiếp và sau sẽ có một cây đánh. Đấy, thì BSI hiện tại cũng như vậy chị nhá. Đấy là lý do vì sao đây. Ngày mai đỏ này, ngày nay test này, ngày mai để sẽ đỏ một chút này, ngày kia có thể vòng lên và sau đó có thể sẽ có một cây đánh lên bên trên. Chạm vùng cản phía trên thì nó sẽ có quá trình là gì? Bắt đầu tích lũy được trở lại đây. Đấy, thì anh chị em tài chú cho em nhá. Những cái mã cổ phiếu mạnh nhất anh chị em tài chú cho em, bởi vì nó vẫn có thể cho chúng ta điểm mua trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. Và chị ạ, hiện tại con cổ phiếu BSI đang gặp cái vùng kháng cự ở đây chị. Đấy, thì có thể ngày mai sẽ gặp cái vùng đó nó test lại một chút này, ngày kia nó vòng lên và có thể ngày kia sẽ đánh nhá. Đấy, thì anh chị hãy chú cho em. Đấy là lý do vì sao mà những cái mã cổ phiếu như con cổ phiếu như FTS hay mã cổ phiếu như BSI sau phiên ngày hôm nay em chưa bán nhá. Em cầm 20k con cổ phiếu của BSI mua trần ngày hôm trước, và con cổ phiếu FTS em mua 10k giá 56.8 thì em cũng chưa bán anh chị ạ. Đấy, thì anh chị em ta trong cái danh mục của em thì vẫn chưa bán, ngày hôm nay vẫn chưa bán mã cổ phiếu nào chị nhá. Đấy, và anh chị em ta hãy lưu ý cho em cái vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức của mã cổ phiếu nhá. FTS thì nó sẽ có cái ngày 16/5. Ngày 16 tháng 5 là cái ngày mà nó sẽ đây anh chị này, ngày 16 tháng 5, ngày đăng ký cuối cùng và ngày không hưởng quyền là ngày 15 tháng 5. Tức là trước ngày đó anh em ta không muốn nhận quyền đấy, anh em ta nên bán ra, được chưa anh chị? Đấy là chúng ta tránh nhận cổ tức của cổ phiếu bằng cổ tức cổ phiếu của con cổ phiếu FTS nhá. Thì nó sẽ rơi vào tuần sau, là nó sẽ rơi vào cái ngày thứ tư tuần sau anh chị nhá. Đấy anh chị, với cái mốc đó này anh chị em ta không muốn nhận thì anh chị em ta bán ra, không anh chị em ta nhận vào thì chúng ta có thể là sẽ bị chôn vốn một thời gian đấy. Đấy nhá, anh chị hãy chú cho cái mốc thời gian đó của những cái mã cổ phiếu chịu cổ tức. Có nhiều cái mã cổ phiếu của sắp tới chịu cổ tức đấy, thì anh chị em ta nhớ cái lịch chịu cổ tức của nó. Đấy, đấy là hai cái nhóm ngành em đánh giá là có khả năng sẽ vượt đỉnh trong thời gian tới. Có những cái mã cổ phiếu khác vượt đỉnh, anh chị em ta hãy chú cho những cái điểm mua tiếp theo để mua đánh T cộng. Anh chị có thể chú ý đầu tiên là con cổ phiếu FLT. Ngày hôm qua trên kênh của em đã chia sẻ con cổ phiếu FLT anh chị. Đây, con cổ phiếu FLT đang phân tích này. Đầu tiên là nó có cái nền tảng giá kéo dài đây, có tiền lớn tham gia rồi và nó đang tích lũy tạo nền giá 4 phiên với cái vol kỳ giật. Đấy, thì chỉ cần nó đi khoảng 2-3 phiên tới mà tốt thì chúng ta sẽ có điểm mua test khung, và sau đó khả năng nó sẽ đánh rất là cao. Đấy, anh chị em hãy chú con cổ phiếu của FLT cho em nhá. Đây cái trang fan của em. Đấy, thì anh chị hãy chú được nó có 1-2-3-4-5 phiên rồi. Đấy, ngày hôm nay có phiên test trở lại và chúng ta nhìn thấy được cái vol nó vẫn đang trong một trạng thái là thấp, thì đây là một điểm tương đối tốt. Thì ngày mai nếu như con cổ phiếu con FLT vào đầu phiên nó có giảm xuống bên dưới và cuối phiên nó có rút chân xanh được lên bên trên đấy, thì anh chị có thể là tham gia điểm đó là một điểm test khung cho anh chị em ta, nhưng nó phải đạt điều kiện đó nhá. Tức là đầu phiên có thể nó sẽ giảm về vùng giá khoảng 159-158 và cuối phiên nó rút chân xanh đóng cao nhất phiên đấy, chị em mua cái điểm đó. Thì sau điểm đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ có một điểm đánh ở đây nhá. Thì anh chị hãy chú con cổ phiếu FLT trong phiên giao dịch ngày mai được anh chị ạ. Còn bất động sản thì anh chị có thể thấy được là những cái mã cổ phiếu như TCH, những cái mã cổ phiếu như NTL thì chúng ta hết cơ hội rồi, được chưa anh chị? Nhưng có cái mã cổ phiếu DG ngày nay bắt đầu có một phiên mồi dòng tiền vào rồi. Thế anh chị em chúng ta có chú ý anh chị có tham gia ngày hôm nay thì đánh giá là cũng được, bởi vì nó đã có quá trình là cân bằng anh chị, một đáy này, hai đáy và đây đáy thứ ba rồi, nó đã vòng lên và dòng tiền mồi vào rồi, cả dòng của nó PDR đã kéo rồi chị nhá, PDR đã kéo rồi này, đã kéo vượt qua cái vùng nền tảng giá cân bằng nó rồi trong những phiên trước anh chị. Đấy, con cổ phiếu DG cũng đã kéo qua cái vùng nền tảng giá cân bằng đó trong những phiên trước rồi, thì không có lý do gì mà con cổ phiếu DG không kéo qua cái vùng nền tảng giá tích lũy đây. Thì chúng ta sẽ kỳ vọng là trong cái phiên dịch của ngày mai hay ngày kia con cổ phiếu DG nó sẽ có một trạng thái là kéo vượt thoát hoàn toàn lên vùng giá khoảng 28.65 để có thể tìm về những vùng giá bên trên, mà trước mắt chúng ta sẽ kỳ vọng là gì, có thể sẽ kéo về vùng giá khoảng 31.2 ở bên trên đây anh chị nhá. Đấy, đó là cái kỳ vọng của em. Và con cổ phiếu con DG nếu như chị em ta nhìn trên chart giờ nó cũng tương đối là đẹp, khi mà trên chart giờ anh chị thấy được nó tạo ra cái mô hình là
vai đầu vai ngắn ở đây chị có thể thấy không ạ? Đấy, vai đầu vai đây. Đấy, và nếu anh em ta mà dùng những cái chỉ số như MACD chị đó, nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái phân kỳ dương hai đoạn này xem chị. Đấy, đáy liên tục nâng đúng không chị? Đấy, và cái đáy sau thấp hơn. Và hiện tại chị có thể nhìn thấy được nó bắt đầu vượt lên bên trên không rồi. Và khi nó vượt lên bên trên không ấy thì thông thường nó sẽ có một đợt tăng giá về sau nữa. Đấy thì anh chị em ta có thể kèm mở cái ichi đấy. Thực ra là em không phân tích nhiều với anh chị em ta để đỡ dối rồi, nhưng cơ bản là em cũng dùng những cái chỉ báo này để em phân tích thêm. Anh chị có thể thấy không ạ? Nó đang có gì? Đang vượt qua mây ở đây rồi thì nó sẽ bước vào một cái xuống là tăng ở đoạn phía sau. Anh chị thấy chưa? Đấy thì nó trước mắt có vùng cản giá khoảng 30.1 đây. Nhưng mà em đánh giá sẽ vượt qua giá đó thôi nhé chị nhá. Đấy lý do vì sao mà anh chị có thể tham gia ngày hôm nay khi nó có một cái phiên dòng tiền bắt đầu tham gia mồi trở lại rồi, thì có thể trong những phiên tiếp theo nó sẽ gì, đi theo kiểu những cái mã cổ phiếu khác là sẽ gì, cứ tăng dướn dần lên bên trên anh chị nhá. Đấy nên chị có thể là chú cổ phiếu của DG được. Nếu như trong những phiên tới chưa tăng mà nó có những cái phiên nó test trở lại anh chị, nó nhúng lại cho em một chút rồi, thì sau đó khả năng đánh sẽ khá là cao. Đấy thì chậm tại chú cho em nhá. Đấy trong dòng này còn mỗi con cổ phiếu DG chưa đánh thôi. Đấy còn những cái mã cổ phiếu khác nó kéo lên rồi thì chúng ta sẽ hạn chế mua cho em anh chị nhá. Sau con cổ phiếu TCH và con cổ phiếu của NTL thì em đánh giá con cổ phiếu DG là con cổ phiếu tốt phía sau được chưa anh chị? Đấy thì anh chị hãy quan tâm đến, chị hãy chú ý những cái mã cổ phiếu đó. Có những cái mã cổ phiếu như PL em không chú ý bởi vì nó rơi bị thủng đi mất cái vùng nền giá đây rồi, nó sẽ yếu hơn. Cái mã cổ phiếu DG cũng như vậy chị nhá. Đấy nó bị thủng bên dưới rồi thì mã cổ phiếu DG nó vẫn đang giữ được cái nền giá đây thì chúng ta sẽ chú ý hơn là vì như vậy. Anh chị em ta hiểu chưa? Đấy. Hay dòng cổ phiếu của vận tải biển thì chị thấy được những mã cổ phiếu như PVT ngày hôm nay bắt đầu nó có một cái trạng thái là vượt thoát ra khỏi vùng giảm giá tích lũy đây rồi. Nhưng mà nó gặp cái vùng kháng cự đỉnh cũ vùng giá khoảng 28 đây. Thế anh chị em chúng ta nếu như muốn mua thì trong những phiên tới nó có những quá trình nó rũ lại cho em một chút này, khoảng giá 27 này, 27.x thì chúng ta có thể là xem xét mua được. Bởi vì sau đó có thể sẽ đánh. Nhưng với cái trạng thái con này thì em đánh giá là khả năng ngày mai sẽ kéo ngay nhá. Khả năng con này sẽ kéo ngay đấy anh chị ạ. Nó khó đánh, nó khó mà test trở lại á, bởi vì cái kiểu đánh bây giờ anh chị thấy được là khi đã kéo trần rồi nó sẽ kéo ngay, nó giống như anh chị, nó giống như cái kiểu đây anh chị nhá. Sau khi nó kéo rồi, nó xác định dòng tiền vào kéo rồi là sẽ kéo một mạch ngay. Đấy thì anh chị em ta mà chấp nhận rủi ro cao luôn anh chị. Đấy, sau khi nó có cái vùng cản giá kéo dài như đây rồi, anh chị em ta chấp nhận rủi ro cao, ngày mai nó test đỏ trở lại trong phiên đấy, có giá nhúng đỏ đấy anh chị em chúng ta kiểu tham gia để đánh một điểm ngắn tay cộng đánh giá là ok, nó giống như con cổ phiếu của NTL đây chị này. Sau khi nó có cái phiên dòng tiền vào này, tăng trần này, thì hôm sau nó có một phiên chứng lại này. Đấy có những cái nhịp nhúng đỏ trong phiên đấy chị em mua một chút sau anh thì phiên sau khả năng sẽ đánh khá là cao. Đấy thế cho chấp nhận do anh chị chú ý nhá, con cổ phiếu PVT em thấy là khả năng sẽ kéo trong nhịp này đấy, bởi vì nó có rút bỏ rồi, vòng cung lên bên trên rồi anh chị ạ. Đấy nhá, đấy anh chị em ta chú ý những cái mã cổ phiếu đó. Hay em thêm một cái mã cổ phiếu nữa chị nhá, là mã cổ phiếu DPG anh chị. Đấy DPG ngày nay chị có thể thấy được là sau khi nó tạo ra một vùng cân bằng này, vòng cung lên bên trên với dòng tiền vào rồi, thì cái con cổ phiếu này đánh giá là khả năng sẽ test lại ít nhất là vùng đỉnh khoảng giá 53.6 đây. Thì trong những phiên tới mà có nhịp nó test trở lại vùng bên dưới anh chị. Đấy có thể sẽ test trở lại vùng giá khoảng 46 đến vùng giá khoảng 46.5 anh chị nhá. 46 đến vùng giá 46.5 anh chị em chúng ta có thể là lấy một phần. Anh chị lấy thăm dò được, bởi vì khả năng con này đánh lên bên trên này sẽ khá là cao đấy anh chị ta lưu ý nhá. Đấy con này khả năng cắt đỉnh vùng giá khoảng 52, 53. Đấy thì nó có test được vùng giá khoảng 46 đến vùng giá 46.5. trong giá anh chị em có thể thăm dò được đối với cái mã cổ phiếu của DPG. Đấy, nhiều trường hợp nó sẽ không tích đọc sâu đâu, có thể chỉ đạt về vùng giá khoảng quanh vùng giá khoảng 47 đây thôi. Đấy, nó quanh đây thì sau đó sẽ đánh nhá. Đấy thì tùy anh chị em ta thôi. Anh chị em chất lượng do cao đấy, anh chị em ta sẽ kê vùng giá nhiều hơn là vùng giá khoảng 47. Còn anh chị em ta mà muốn mua rẻ hơn thì chị kê vùng giá 46 đến vùng giá 46.5. Nhưng với em đánh giá thì đối với mã cổ phiếu con DPG với cái dòng tiền vàng ngày hôm nay, sau một đoạn tích như đây thì nó sẽ không dừng đây đâu, nó sẽ quay lên đây, test đỉnh đây chị. Ít nhất là sẽ tắt đỉnh đây. Có nhiều trường hợp nha anh chị nhá. Anh chị chú cho em này, có nhiều trường hợp nó giống như con cổ phiếu PVT. Đấy, chị nhìn cho em này. Nó có phải giống như con cổ phiếu PVT đây không ạ? Đấy. Sau đó nó làm sao? Nó kéo dướn này. Đấy ngày mai có thể test đỏ này. Ngày kia bắt đầu kéo dướn và nó sẽ có phiên đánh vượt ngay vùng giá đó. Đấy mới gọi là cái điều mà anh chị em quan tâm cho em nhá. DPG là con cổ phiếu anh chị em hãy chú cho em. Đấy có thể nó như sau này. Ngày mai nó sẽ kéo đỏ một chút này, xong ngày kia nó kéo dướn một chút này, ngày kia kéo dướn một chút này. Và nó sẽ có phiên đánh vượt ngay vùng giá đây. Đấy bởi vì nó gặp cái vùng kháng cự đây thì nó sẽ bị rũ trở lại một chút thôi. Và sau điểm này biết đâu đánh vượt đây nó bước vào nhịp sóng tăng thì làm sao? Anh chị em phải chú cho em nhá. DPG là con cổ phiếu em thấy nó khá là kinh. Nếu như nó bước vào sóng nó cánh cũng khá là phúc đấy chị nhá. Đấy anh chị em hãy chú trong cổ phiếu DPG giống như cái sóng trước chị. DPG sóng trước anh chị nhá. Nó cũng có cái nhịp rũ như này. Anh chị thấy giống đây không ạ? Nó giống như cái kiểu đây không ạ? Đây này. Đấy sau khi nó rũ xuống này, bắt đầu nó sẽ có những cái phiên bầu vòng lên bên trên này. Đấy bắt đầu có những phiên dòng tiền này. Sau bắt đầu lòng ngoằng đây một vài phiên này. Và gì? Và nó sẽ bước vào nhịp sóng tăng này anh chị thấy không? Nó tăng thì tăng cũng rất là kinh nhá anh chị thấy không? Nó tăng đúng một mạch từ đây lên đến bên trên.
có tăng bao nhiêu phần trăm chị biết không? Tăng hơn 200% nhá. Đấy thì anh chị em chú trong cổ phiếu DPG trong những cái phiên dịch tới cho em. Đây là cái mã cổ phiếu có khả năng nó sẽ vượt đỉnh, giống như con cổ phiếu PVT nhá. Biết đâu đấy đúng không ạ? Nó có một cái kiểu đánh dưới đây xong nó bục cho một cây lên bên trên. Thế là chúng ta mà không chuẩn bị thì chúng ta sẽ bị lỡ con cổ phiếu DPG nhá. Đấy chị nhìn vào con cổ phiếu con PVT cho em. Đấy chị hãy gióng sang con cổ phiếu DPG trong những cái phiên dịch tới nhá. Rất có thể đấy. Thì đó là cái chia sẻ em muốn gửi tới anh chị em chúng ta trong cái phiên dịch của ngày hôm nay. Anh chị em chúng ta nhớ like video cũng như anh chị cảm thấy hữu ích và những cái chia sẻ em thực sự mang lại giá trị thì anh chị hãy ủng hộ em bằng việc anh chị đăng ký kênh. Với những cái đó nó hoàn toàn là miễn phí thôi, nhưng nó là cái động lực để em biết được rằng là những cái chia sẻ em nó mang lại giá trị cho anh chị em chúng ta. Quay chị em chúng ta mà muốn nhận những cái khuyến nghị chi tiết về điểm mua điểm bán cũng như những cái mã cổ phiếu tốt trong từng phiên giao dịch và thời điểm nào chị mua ra sao và cách định vị trọng ra sao cũng như cơ cấu lại mục, thì anh chị em ta có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc công ty chứng khoán TCB, anh chị có thể là gắn ID của em. Và anh chị em ta có thể là tham gia thành tức là hội viên thu phí anh chị nhé, thì trong đó em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta. Và anh chị em ta có thể tham gia vào Zoom cộng đồng của em, thì trong Zoom cộng đồng em cũng sẽ hỗ trợ anh chị em cho giải đáp những cái mã cổ phiếu, chia sẻ các nền thị trường và chia sẻ với anh chị em chúng ta những cái cổ đầu tư. Thì có hai cái đường link, một là anh chị em ta tham gia ở phần mô tả video đây, hai là anh chị em ta kéo xuống cái phần bình luận video bên dưới thì cũng để đấy đi, chị nhập mật cái mật khẩu là 123456 giúp em và chị trả lời đúng câu hỏi anh chị nhé. Và anh chị em chúng ta có nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại công ty chứng khoán VPS liên quan đến cái mục môi giới chứng khoán thì anh chị em chúng ta có thể là liên hệ với em và xem chi tiết cái video có ghi trên kênh của em đầu tiên. Thì cảm ơn chị và chúc anh chị em chúng ta sẽ có những cái phiên dịch tiếp theo gặp nhiều may mắn.